năm Gia Khánh thứ tư, Càng Long băng hà, Gia Khánh và Hòa Thân đấu đá nhau một mất một còn trong vòng 28 ngày, nổi lên bao sóng gió. Tiểu Đức Tử, Cẩm có làm sai không? Chữ phúc này, ngày đêm chăm lo việc nước, không thể thiếu công lao của Hòa Trung Đường. Định ban cho Hòa Trung Đường kế hoạch ám sát chúng ta chuẩn bị một năm, không chỉ thất bại, em đã bứt dây động rừng. Xem ra hắn sẽ bận bắt Dương gia để phản kích. Xưa giờ nghĩ đến đây Dương đều là một mình cô đơn, Cẩm sẽ cho con toại nguyện. Hòa Thân và Gia Khánh quan hệ đã sớm rạn nứt, không thể cùng tồn tại. Cẩm đã giữ mạng cho người mấy chục năm, những năm tháng sau này tự lo liệu đi. Tại sao vậy? Lập tức phải bỏ chức vị cửu môn đầy đốc của Hòa Thân. Hoàng thượng, chiếu thư còn có thiệp bồng dâu của Thái Thượng Hoàng nữa. Để trừ loạn thần tặc tử, không ngại không còn đường lui, đi vào chỗ hiểm, giết bất kỳ ai cản đường. Hòa Thân, tội nghiệp mà ngươi đã phạm phải cũng sẽ có ngày phải trả giá. Ngươi lợi dụng chức quyền trong phủ nội vụ, nhét đầy túi riêng, lừa gạt bá tánh, ép hại trung thần, tội đáng muôn chết. Lòng trung của nô tài, trời cao làm chứng. Trung thần xin cùng Hòa Trung Đường cùng đi cùng lối. Không tìm ra được chứng cứ thì xả hết mọi giận dữ vào người của con, chỉ gọi là việc làm của minh quân hay sao hả? Nợ cha con cả, không tạo nghiệp nhiều như vậy, ta cam tâm chịu chết. Phải lợi dụng lòng nghi kỵ của hoàng thượng, rồi có một ngày hoàng thượng sẽ phát hiện bên cạnh hắn không còn ai đáng có thể tin cậy nữa. Từ khi đang ngã vào Gia Khánh Dương phủ, đã mang theo cái khăn này, đang làm việc cho Hòa Thân. Những gì nàng làm đều có mưu đồ hết. Người thân trước giờ đều là những con cờ trong đấu tranh quyền lực. Phúc Trường An, ngươi làm việc trước sau bất nhất, không chút trung thành, Trẫm chính là không tin ngươi. Ngươi không chỉ không giúp Trẫm tìm ra hung thủ, còn cả gan xúi giục nô tài làm nhiễu dương pháp. Nói chung người bên cạnh ta đều cảnh giác ta, lòng vua khó đoán, nhưng ta vẫn tin tưởng quân, tình nghĩa quân đệ. Có phải ngây thơ quá rồi không? Hòa Thân, ngươi đoán được mọi chuyện nhưng lại đoán sót một chuyện. Ai mới là khắc tinh của họ? Ta không quan tâm sống chết của cô, nhưng lão gia quan tâm mà. Chỉ cần lão gia không muốn cô chết thì ta sẽ không để cô chết. Không ai được đánh phu nhân ta, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, một mạng đổi một mạng. Hai người đúng là trời sinh một đôi. Cho dù thiếp vì chàng làm bao nhiêu việc, hy sinh bao nhiêu, thiếp cũng chỉ là nhị phu nhân không hề quan trọng. Chàng có biết người phụ nữ đó sẽ hại chết chàng không? Cho dù là vậy, ta cũng sẽ không thể tự bỏ đậu khấu. Chàng nhất định sẽ hối hận. Cẩm đã quyết định tuân theo di chiếu của đại hành Thái Thượng Hoàng. Hòa Thân không cãi lại chứ? Tất nhiên. Trong 28 ngày, một cuộc chiến quân thần, sáo động dương triều, đấu mưu đấu kế, một sống một còn, chỉ trong một bộ phim, rốt cuộc là ý trời khó cãi hay người sẽ thắng trời? Bộ phim Thiên Mệnh phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 6, chỉ có trên SCTV 9.